thổi bay lên trời. Sự việc xảy ra phía trước cửa một nhà hàng ở Clemson, Nam Carolina, Mỹ, khi cơn bão quét qua vào ngày 19 tháng 8. Khi đó, Jack Balock đang ngồi trong phòng khách cùng bạn. Họ nhìn ra phía ngoài thấy cảnh tượng hỗn loạn diễn ra. Nhân viên một nhà hàng ngoài trời có tên Esco Club đang vật lộn trong gió bão để giữ tấm mái che. Hình ảnh từ video do anh Jack ghi lại cho thấy, người nhân viên tên Samuel cố gắng tóm lấy mái che của căn lều. Gió quá mạnh tốc mái che lên cao, cuốn theo người đàn ông bay lên trời anh bị hất lên khoảng 6 mét rồi rơi xuống một máng suối nước. Trước khi rơi xuống đất, sau tai nạn, may mắn Samuel chỉ phải khâu vết thương trên mắt và dính vài vết xước trên người, nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng. Được biết, một nữ nhân viên khác của nhà hàng cũng bị gió thổi bay, nhưng đã phục hồi. Theo quản lý của nhà hàng Esso Club, họ đã dựng một chiếc lều cỡ lớn ngoài trời để phục vụ sự kiện buổi sáng cho khách, nhưng cơn bão ập tới vào lúc tầm chiều đã cuốn phăng mọi thứ. Người quay đoạn video. Anh rách cho biết đã tới nhà hàng để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mọi người trước khi chia sẻ clip lên mạng xã hội. Tôi không định quay video để ghi hình ai đó bị thường, lúc ấy tôi chỉ nghĩ hy vọng họ sẽ ổn.